Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ suy yếu, vùng xoáy thấp ở các mực khí quyển trên cao dịch chuyển hơn về phía đông. Vì thế nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm. Còn các khoảng thời gian khác trong ngày, thời tiết duy trì trạng thái tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ, trời khá oi nóng. Ở miền Trung, trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Còn trong thời điểm ban ngày, từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận vẫn duy trì nắng giáo. Nắng nóng xuất hiện ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Chỉ riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng như là tỉnh Bình Thuận nằm ngoài vùng nắng nóng nên nhiệt độ thấp hơn từ 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tuy đang suy yếu nhưng do khối khí từ phía Đông lấn vào nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trong tối và đêm nay. Sang ngày mai, thì vùng hội tụ gió tạm thời suy yếu, cả hai khu vực đều sẽ có được thời tiết nắng giáo từ sáng cho đến chiều. Nhưng mưa rào và dông rải rác sẽ lặp lại về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, ở khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ hay khu vực Bắc và Nam của Biển Đông đều có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Các khu vực khác thì chỉ có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn thoáng đãng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.